Đây là bức tranh khắc gỗ về thị trấn mùa đông của danh họa Hiroshige Utagawa. Còn đây là nhà trà Oi của tỉnh Gifu. Đây là bảo tàng trưng bày những tác phẩm của Hiroshige. Ta có thể trải nghiệm làm tranh chồng ở đây. Đầu tiên, ta phủ mực lên tấm giấy nền, sau đó chụp chồng lên với nhau. Ta phải trồng màu mực 5 lần tại bước này. Là mình đã hoàn thành xong sản phẩm. Thì mình sẽ cho các bạn xem sản phẩm của mình vừa làm. Đây là mặt hàng thủ công quạt giấy Gifu, được truyền lại từ 600 năm về trước. Người nghệ nhân phải làm tay từng cái một. Giấy dán ở hai mặt quạt là giấy Nhật Mino. Giấy Nhật Mino được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Tại Mino, ta có thể trải nghiệm làm giấy Nhật. Bạn có thể dùng hoa cỏ dại để thiết kế mẫu giấy của riêng mình. Sau đó, chỉ cần đặt giấy lên để khô là xong. Có rất nhiều cách sử dụng, như làm đèn ngủ chẳng hạn. Ánh sáng được tạo ra từ giấy Nhật thật ấm áp làm sao. Đây là tiệm làm nến Nhật truyền thống. Nến Nhật được làm từ cỏ bắc để cuốn lõi và sáp từ hạt đào lộn hột. Đặc điểm của nến Nhật là không bị ra khói vì tất cả đều làm bằng nguyên liệu từ thiên nhiên. Ngọn lửa của nến Nhật như một sinh vật có linh hồn, và nghề thủ công này được gọi là nghề truyền ánh sáng. Tỉnh Ogaki được biết đến là nơi sản xuất dao hộp vuông, một dụng cụ truyền thống của Nhật Bản. Ở đây, ta có thể học cách làm hộp vuông. Điểm cần chú ý khi làm hộp là phải ghép 4 miếng gỗ vào với miếng đáy sao cho thật khít. Sau khi dựng các miếng gỗ vào, ta sẽ dùng búa gõ để cho khớp chặt lại. Đây là công đoạn rất quan trọng để làm hộp vuông. Sau khi khớp thành hộp với đáy hộp, ta sẽ dùng máy mài để cắt gọt thêm cho đẹp. Cuối cùng, ta in hình hoa anh đào lên hộp là xong. Để làm ra một cái hộp rất xinh xắn như thế này thì khá là mệt. Mình không nghĩ là mệt như thế, hơi mệt. Nhưng mà mình đã làm một sản phẩm rất là vừa ý. Mình rất là thích. Thành phố Mino là nơi sản xuất thức ăn mẫu nhiều nhất Nhật Bản. Ở đây không chỉ bày bán mà ta còn có thể tự làm những đồ ăn mẫu này. Đây là món tempura tôm. Chỉ 15 phút là ta có thể làm được mẫu của suất tempura này. Thành phố
phố Seki sản xuất 80% dao Nhật Bản. Nơi đây được coi là sản địa của những thanh kiếm vì nó có được những điều kiện lý tưởng để tạo ra những con dao Nhật truyền thống là nước sông Nagara, đất sét nướng và than gỗ thông. Gifu nổi tiếng là nơi lưu lại truyền thống làm thủ công Nhật Bản. Bạn hãy đến đây chơi nhé!